Em xin giới thiệu cả nhà một con máy cạo râu bỏ túi rất là tiện lợi luôn nha. Đó, vừa tích hợp sạc nè, có hai lưỡi cạo râu tự mài luôn nha cả nhà. Rồi dễ dàng vệ sinh luôn. Đây, rất là tiện dụng nha. Nhỏ gọn nữa cả nhà. Đó, mình kéo vô, kéo ra để mình cắm vô ổ điện. Dễ dàng mở để mình vệ sinh luôn. Lưỡi thì tự mài luôn. Đó, bảo đảm anh em xài trên trên 1 năm. Đó. Nè, giá cũng rẻ nha cả nhà, 170 bao ship, new full box luôn nha cả nhà. Đó, nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn nha. Mẫu này em đang bán là rất là chạy luôn hàng luôn nha cả nhà. Mời cả nhà ủng hộ em nha. Đó, sản xuất năm 22 luôn nha cả nhà. Đời mới luôn. Hai lưỡi.